Ngày 22 tháng 6, Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đang trích xuất camera yeah. truy tìm một người phụ nữ sau va chạm giao thông đã khiêng nạn nhân lên vỉa hè rồi bỏ đi, còn nạn nhân tử vong sau đó. Theo đó, khoảng 23 giờ 15 phút khuya ngày 20 tháng 6, một người phụ nữ đi xe máy trên đường Hoàng Diệu, đoạn thuộc địa bàn phường 6, quận 4, thì va chạm với một người đàn ông đi bộ qua đường. Cú va chạm làm hai người ngã xuống đường, trong đó người đàn ông nằm bất tỉnh, còn người phụ nữ đứng dậy dựng xe máy chạy tiếp, bỏ mặt nạn nhân nằm giữa đường. Tuy nhiên, ngay sau đó, người này quay lại hiện trường vì còn rớt chiếc áo khoác. Tại đây, người phụ nữ đã cùng một số người đi đường khiến nạn nhân lên vỉa hè rồi rời đi. Người đàn ông được xác định tên T, 56 tuổi, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong sáng ngày 21 tháng 6. Những thông tin công an quận 4 vào cuộc xác minh trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.